Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến cùng cô. Cô tên là Kim Ngọc, giáo viên khối 2 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn tiếng Việt bài 4 tiết 2 trong chủ điểm Những người bạn nhỏ. Trước khi tiết học bắt đầu, cô mời các em cùng tham gia với cô một trò chơi nhé. Trò chơi có tên Đố vui cùng bé. Luật chơi như sau, khi cô mở câu đố, các em đọc nhanh. Thời gian suy nghĩ của các em là 5 giây. Hết 5 giây, các em phải đưa ra được đáp án thì mình là người chiến thắng nhé. Các em nắm được luật chơi chưa? Mình sẵn sàng rồi chứ? Bắt đầu nào! Câu đố thứ nhất. Cái gì dài một gang tay, bé vẽ bé viết, ngày ngày ngắn đi? Thời gian suy nghĩ của các em là 5 giây. 5 giây, bắt đầu! Hết thời gian rồi, và các em đã tìm ra được đáp án là gì chưa? Đúng rồi, đó là cái bút chì. Cô chúc mừng các em đã tìm ra được đáp án nhé. Tiếp theo, cô có một câu đố. Các em quan sát. Như cái kẹo nhỏ, chữ hỏng xóa ngay, học trò ngày ngày vẫn dùng đến nó. Thời gian suy nghĩ 5 giây của các em bắt đầu. Hết giờ rồi, và các em đã tìm ra được đáp án chưa? Đúng rồi đó các em, đó là cục tẩy. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã tìm ra được đáp án. Các bạn giỏi lắm. Trò chơi rất vui đúng không các em? Qua trò chơi các em thấy có những vật dụng gì? À, bút chì và tẩy chính là những món dụng cụ học tập rất quen thuộc với học sinh chúng mình phải không? Và để biết được các dụng cụ học tập này có tương trợ lẫn nhau trong công việc giúp học trò chúng ta học tập không? Cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài chính tả chì tẩy và em chì nhé. Hoạt động 1, nghe viết chì tẩy và em bút chì. Mời các bạn mở sách giáo khoa tiếng Việt trang 94, lắng nghe cô đọc bài và dò theo nhé. Chì tẩy và em bút chì. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa sáng. Chì tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa. Bức tranh vẽ xong, cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười theo Trần Hoài Dương. Sau khi đọc thầm cùng cô, các em thấy đoạn văn có nội dung gì? Đúng rồi, đoạn văn nói về bút chì và tẩy cùng nhau góp sức để hoàn thành bức tranh. Cả hai chị em cùng vui cười và ngắm nhìn bức tranh sau khi đã hoàn thiện. Bây giờ, các em hãy dùng bút chì gạch chân dưới những tiếng từ nào các em thấy dễ lẫn trong lúc viết chính tả nhé. Cô cũng có một số từ, cô nghĩ là trong quá trình viết, các em thường hay mắc lỗi. Đầu tiên, cô có từ dãy núi. Các em sẽ lưu ý vần ay trong tiếng dãy và dấu thanh ngã nhé. Tiếp theo, cô có tiếng vần. Các em lưu ý vần ân. Tỏa với tiếng tỏa. Các em lưu ý vần oa và viết dấu hỏi trên con chữ A nhé. Tẩy, các em lưu ý vần ơi. Ngắm, các em lưu ý vần âm. Và cô có từ mỉm cười. Các em lưu ý vần im trong tiếng mỉm và vần ươi trong tiếng cười. Các em đọc lại một lượt cùng cô các từ này nhé. Dãy, núi, vần, tỏa, tẩy, ngắm, mỉm cười. Hoạt động 1, nghe viết, chị tẩy và em bút chì. Vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu nội dung bài chính tả và luyện viết một số từ khó. Vậy, để trình bày bài viết được đẹp và khoa học, chúng ta hãy cùng quan sát xem bài viết này gồm có mấy câu. Đúng rồi, bài viết này gồm có 3 câu. Vậy, những chữ đầu câu và những chữ nằm sau dấu chấm chúng ta phải viết như thế nào?
Đúng đấy các em, những chữ đầu câu và sau dấu chấm chúng ta cần viết hoa nhé. Ở những tiết học trước, các em đã cùng cô học cách viết hoa tên riêng. Vậy với bài viết hôm nay, các em nhớ viết hoa tên tác giả nhé. Để tiếp học hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 1, vở viết, sách bài tập và một số đồ dùng học tập như bút mực, bút chì, thước kẻ, bảng con hoặc vở nháp nhé. Trước khi viết bài, cô lưu ý các em một chút về tư thế ngồi viết. Một tay cầm viết, một tay giữ vở, thẳng lưng, chân đặt đúng vị trí, khoảng cách từ mắt đến vở khoảng 25-30 cm. Lấy vở và bút ra để viết bài nhé. Đầu tiên, các em lùi vào 6 ô, viết chính tả. Xuống hàng, lùi vào 4 ô, viết chị tẩy và em bút chì. Khi các em viết, các em có thể bấm dừng video lại nếu mình chưa viết kịp nhé. Các bạn lùi vào 1 ô, bắt đầu viết bút chì. Ngồi vẽ, dãy núi và dòng sông, dưới vần mặt trời tỏa sáng, chấm, chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa, chấm, bức tranh vẽ xong, phẩy, cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười, chấm hết. Các bạn xuống hàng, lùi vào 7 ô viết tên tác giả theo Trần Hoài Dương. Bây giờ cô đọc lại bài, các em dò theo, soát lỗi chính tả, lấy bút chì gạch chân dưới từ viết sai, sau đó sửa lỗi một dòng nhé. Chị tẩy và em bút chì. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa sáng. Chấm. Chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa. Chấm. Bức tranh vẽ xong, phẩy, cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười. Theo Trần Hoài Dương. Cô trò mình đã hoàn thành xong bài chính tả. Cô có lời ngợi khen dành cho tất cả các em. Bây giờ các em hãy tự đánh giá bài viết của mình. Bài viết đạt tiết tốt khi đủ 3 tiêu chí. Sai không quá 5 lỗi. Chữ viết rõ ràng sạch đẹp. Trình bày đúng hình thức. Còn những bạn nào sai nhiều hơn 5 lỗi, chữ viết chưa sạch đẹp, chưa rõ ràng, chúng ta cần cố gắng hơn vào những lần sau nhé. Các em củng cố lại quy tắc viết chính tả, dùng C hay K, G hay R, điền ương hay ương. Cô trò chúng ta cùng đi vào phần luyện tập nhé. B. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ K, gọi tên từng sự vật hoạt động dưới đây. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô có bức tranh. Nhiệm vụ các em là quan sát kỹ từng bức tranh và tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ C hay chữ K để gọi tên từng sự vật hoạt động dưới đây sao cho phù hợp. Bài này các em sẽ làm vào vở bài tập trang 58. Trước khi các em làm bài này, các em hãy nhớ lại quy tắc chính tả, khi nào dùng chữ K, khi nào dùng chữ C các em nhé. Cô dành cho các em 2 phút để thực hiện bài tập này. Các em đã hoàn thành phần bài làm của mình rồi đúng không? Vậy cô trò mình cùng nhau sửa bài nhé. Quan sát bức tranh thứ nhất, chúng ta thấy bạn Nam đang làm gì? À đúng rồi, bạn Nam đang đứng lên một chiếc cân để thực hiện hoạt động cân đo đó các em. Vậy bức tranh này tìm được từ ngữ thích hợp là cái cân. Từ ngữ này em cần lưu ý, cả tiếng cái lẫn tiếng cân đều bắt đầu bằng chữ C nhé. Tiếp theo, chúng ta quan sát bức tranh thứ hai để xem bạn nhỏ đang làm gì. À,
Bạn nhỏ này đang cầm trên tay một chiếc kính xem bông hoa, và đây chính là hình ảnh của chiếc kính lúp đó các em. Ta chọn được từ thích hợp cho bức tranh này là từ kính lúp. Lưu ý từ kính lúp có tiếng kính bắt đầu bằng chữ K nhé. Cuối cùng, ta quan sát bức tranh thứ ba, xem hai bạn nữ này đang làm gì. A, đây là một trò chơi dân gian dành cho trẻ em có từ lâu đời. Trò chơi này có tên là kéo cưa, lừa xẻ. Chúng ta có được từ ngữ thích hợp là kéo cưa, lừa xẻ. Lưu ý, tiếng kéo bắt đầu bằng chữ K và tiếng cưa bắt đầu bằng chữ C nhé. Qua bài tập này, các em được củng cố lại quy tắc chính tả. Khi viết chữ K, ta sẽ viết cùng các con chữ I, E, E và viết chữ C cùng với các con chữ còn lại như A, O, O, Ư. Cô có lời ngợi khen các em đã làm rất tốt bài tập B. Và để giúp các em nắm vững quy tắc dùng giờ hay R, cô trò mình cùng đến với bài tập tiếp theo nhé. Đến với bài tập C, các bạn hãy cùng cô chơi trò chơi tìm chị tẩy cho em bút chì nhé. Cách chơi như sau, các em hãy quan sát và tìm các tiếng có trên các cục tẩy để nối với các tiếng có trên cây bút chì và tạo ra được những từ ngữ phù hợp. Ai thực hiện đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng trong trò chơi này. Các em sẽ thực hiện phần nối ở trong vở bài tập của mình. Các em bắt đầu. Chúng ta đã tìm được chị tẩy cho em bút chì rồi phải không các em? Và bây giờ các em hãy hướng mắt lên màn hình và đối chiếu với kết quả của cô nhé. Tiếng mũ, cô nối với tiếng dạ và cô được từ ngữ mũ dạ. Tiếng dễ, cô nối với tiếng chịu, cô được từ ngữ dễ chịu. Tiếng rễ, cô nối với tiếng cây và cô tạo ra được từ ngữ rễ cây. Tiếng rơm, cô nối với tiếng rạ và cô có được từ ngữ rơm rạ. Các em hãy đọc lại các từ ngữ này cùng cô. Mũ, dạ, dễ, chịu, rễ, cây, rơm, rạ. Nếu tất cả các bạn cùng có kết quả giống như cô, thì cô chúc mừng tất cả các bạn nhé. Cô nhận thấy trong phần bài tập vừa rồi, có hai từ rất là hay, đó là từ mũ dạ và từ rơm rạ. Cô đã mang đến cho các em hình ảnh những chiếc mũ dạ thật là ấm áp và thời trang. Bên dưới đây là một cây rơm thật là to. Các em biết không, rơm là phần thân của cây lúa sau khi đã thu hoạch và được phơi khô đó các em. Rơm còn được người ta tận dụng làm chổi rơm, đan nón, lại còn có thể dùng để trồng nấm rơm, ăn rất là ngon và bổ dưỡng nữa đó. Cũng như trò chơi vừa rồi, bây giờ các em hãy nhanh tay giành chiến thắng về mình với chuyên mục tìm chị tẩy cho em bút chì lần 2 nhé. Lưu ý các em dùng thước kẻ để vạch đường tìm chị tẩy giúp em bút chì. Phần này các bạn cũng thực hiện vào vở bài tập tiếng Việt trang 59 nhé. Cô mời các bạn bắt đầu. Hết giờ rồi, cô tin chắc các bạn đã tìm thành công chị tẩy cho em bút chì. Giờ các em hãy đối chiếu với kết quả của cô nhé. Cô nối tiếng bay với tiếng lượn, cô được từ bay lượn. Cô nối tiếng lượn với tiếng sức, cô được từ lượn sức. Cô nối tiếng vươn với tiếng vai và cô được từ vươn vai. Còn lại cô có tiếng vương và tiếng vải, cô nối lại và cô được từ vương vải. Cùng đọc lại các từ này với cô. Bay lượn, lượn sức, vươn vai, vương vải. Với những từ ngữ vừa tìm được, cô khuyến khích các em đọc thêm câu để rèn cho mình kỹ năng diễn đạt nhé. Các từ chúng mình tìm được là mũ, dạ, dễ, chịu, rễ, cây, rơm, rạ, lượn, sức, vươn, vai, bay, lượn, vương, vải. Cô sẽ làm mẫu một câu nhé. Một đàn chim bay lượn trên bầu trời. Cô đã vừa đặt câu với từ bay lượn đó các em. Và với những từ ngữ còn lại, các em sẽ tự thực hiện đặt câu nhé. Lưu ý khi đặt câu, các em đặt câu có đầy đủ ý nghĩa. Khi trình bày câu, các em nhớ đầu câu viết hoa,
cuối câu ghi dấu chấm nhé. Cô thân chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tập tốt nhé. Không quên tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách. Cô thân chào các em, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé.